cảnh xe ga 125cc siêu tiết kiệm xăng, sở hữu nhiều trang bị hiện đại, động cơ mạnh hơn Honda Vision. Mẫu xe tay ga này dù sở hữu động cơ 125cc khỏe như Airblade cùng nhiều trang bị hiện đại nhưng lại có giá bán vô cùng hấp dẫn. Suzuki đã chính thức cho ra mắt mẫu xe tay ga mới với tên gọi US-125. Xe mang đậm phong cách retro kết hợp với những công nghệ tiên tiến. Suzuki US-125 có thiết kế tổng thể dài 10 rộng 10 cao lần lượt là 1865 mm 1685mm, 11.125mm, chiều dài cơ sở 1.285mm. Chiều cao yên xe ở mức 745mm giúp người lái dễ dàng chống chân và kiểm soát xe tốt hơn. Khoảng sáng gầm xe là 90mm đảm bảo xe dễ dàng vượt qua các địa hình gồ ghề hay đường phố đông đúc mà không gặp khó khăn. Những chi tiết như đèn pha, gương chiếu hậu, ốp ống xả đều được hãng bọc chrome. Bên cạnh đó, Suzuki US-125 sở hữu nhiều trang bị tiện ích hiện đại như đồng hồ LED LCD giúp hiển thị các thông tin như tốc độ, mức nhiên liệu và các thông số quan trọng khác. Cổng sạc USB cho phép người dùng sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển và các ga đôi hỗ trợ người lái có thể kiểm soát tốc độ và hành trình ga linh hoạt. Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe ga nhà Suzuki là động cơ super-co-dung tích 125cc với cấu hình 2 van và hệ thống làm mát bằng không khí. Động cơ của US-125 sản sinh công suất tối đa 9,25 mã lực và mô xoắn cực đại 10 nanomet mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định trên mọi cung đường. Xe trang bị phanh đĩa phía trước và phanh tang chống phía sau. Theo thông tin từ Suzuki, mẫu xe này chỉ tiêu thụ 1,6 lít trên 100 km, thấp hơn đáng kể so với Honda Vision, 1,83 l trên 100 km, hay Yamaha Grander, 1,66 lít trên 100 km, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu. Tại thị trường Trung Quốc, Suzuki US125 có giá niêm yết từ 10.180 nhân dân tệ, khoảng 33,5 triệu đồng.